Hello, xin chào mọi người quay trở lại trên video của siêu thị ô tô Thủ Đức, trung tâm mua bán xe đã qua sử dụng ha. Thì hôm nay bên showroom mình vừa về được con Hyundai Santa Fe nha. Con này là phiên bản máy dầu đặc biệt sản xuất 2019 nha. Biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn và có màu xanh, tên gọi xanh blue ha, xanh da trời ha. Nói chung là xanh đậm cũng đẹp, xanh ocean chứ. Mình thì cũng biết em nha. Thì con xe này là máy dầu ha bạn, 2.2 thôi. Và ô tô hiện tại của nó thì mới có được có 29.000 km thôi. Cực kỳ ít nha, xe cực kỳ đẹp luôn. Đây thì mọi người cùng xem nha. Đấy. Thì xe mới vừa về nha, thì còn sẽ còn được dọn ha, đánh bóng ha, cút tóp nha. Chỗ nào mà chạy trước như cộng tóc thì bên mình cũng xử lý luôn ha. Đấy. Anh đi mọi người cùng xem rồi. Thì Santa Fe ha, Santa Fe mình đi vài chi tiết ha, đèn trang bị là đèn led ngày ha, led ngày định vị nè, đèn chiếu sáng là hai đèn bi nha, đèn bi đôi nè, bóng led nha, và trang bị phía trước là mặt cảm biến trước sau luôn nha, có mặt ga lăng thì mạ chrome nha, và nền đa giác đồ ong nha, là la răng thì là hợp kim nhôm, phay tĩnh điện nha. Kích thước là 19 inch nha. Vỏ zin theo xe luôn của Hankook nha. Tay nắm này tay nắm thông minh nè. Ghế chỉnh điện nha mọi người, ghế chỉnh điện nè. Đây là cái chức năng nha, có cân bằng điện tử nè, ngắt cầu nha, và cảnh báo lệch làn nè. Vô lăng mà ba chấu ha, tích hợp nút điều khiển nha, có lại số vô lăng thông, vệ số thông minh thế nào, vệ số thể thao chứ. Đây, đèn tự động và gạt mưa tự động nha. Ô tô 29.000 km rồi nha. Sườn sùa gia cốc là còn nguyên zin hết. Đây, vệ số trời đầy đủ nha. Anh này, anh nhân viên, anh công ty đang chuẩn bị chụp hình xe nha mọi người. Đây, ghế da nè. Cực kỳ mới, còn cứng ngắt luôn nha. Da cao cấp nha mọi người. Xe và trang bị là tới bộ túi khí luôn nha, 8 túi khí chứ xin lỗi, 8 túi khí nha, và 4 phanh dĩa ABS. Có rèm nữa nè, có rèm nữa nha, rèm thì gửi sau ha. Thì bên mình là cam kết là xe không cứng đụng, không gặp rút cho mọi người, bao các hãng luôn. Đây phía sau của nó, đây phía sau của nó nha. Đèn này đèn hậu, này trang bị là đèn led nha, tất cả đều là led hết. Cảm biến lùi nha, và camera lùi riêng theo xe ha. Cấp là cấp điện nè. Đấy, cấp điện nha mọi người, cực kỳ cao cấp luôn, cấp điện nha. Chủ xe mua thêm cái này là để lót ha, lót để chở đồ nè, còn nếu mà mình không có chở đồ thì mình kéo cái ghế là mình ngồi nha. Hàng ghế sau là như là còn mới tinh luôn mọi người, chưa ai ngồi luôn nha, cứ ngắt luôn nè, mới tinh chưa ai ngồi luôn, hàng ghế sau chưa ai ngồi luôn nè. Đấy, chưa qua sử dụng luôn nha, cực kỳ mới. Mình đóng đó, mình mở mã hàng ghế trước mọi người để đồ ha, hoặc là mình trải dù mình nằm cũng được. Chỉnh điện nha mọi người, rất là thông minh nha, và rất là tiện lợi luôn. Mình xin đóng cốp lại nha. Rồi ok, có xe đang vào, mình đánh vào một chút. Rồi mình ngồi ké cái coi. Cho em ngồi ké cái. Màn hình zin theo xe ha, có camera lùi nè, map dẫn đường nha, Navitel nè. Đề nổ start stop ha. Chìa khóa của nó đây nha. Ok, điều hòa thì hai dàn lạnh ha, hai vùng độc lập nha. Hai vùng độc lập nè. Có này tắt mở dàn lạnh cửa gió cuối cùng nha. Interior nè. Rồi ở đây là sẽ có sạc pin không dây nè ha, QI nè mọi người, QI nha, sạc pin dây bỏ vô nó sẽ sáng đèn lên. Phụ số nè, mới tin luôn. Xe này là option là coi như là nhập tràn luôn nha mọi người. Thì nó sẽ có là chế độ Sport nè, Smart nè, Comfort và Eco ha, 4 chế độ chạy nha. Đấy, đây thì có sẽ có phanh tay điện tử nha, và Auto Hold nè, hỗ trợ dừng đèn đỏ nha, hỗ trợ đổ đèo nè. Này là nút cam này là để bản cao cấp thì sẽ thay được cam 360 ha. Còn này bản đặc biệt thì không có cam 360. Rồi.
tủ đồ đây, rất là mới ha. Ok, và cái này bên mình đang chào bán với giá là 1 tỷ 070 triệu và có hỗ trợ trả góp vào ngân hàng nha mọi người. Thì bạn nào anh chị nào mà quan tâm dòng xe này thì có thể liên hệ số điện thoại bên dưới để được hỗ trợ và về chuẩn bị xe và ngân hàng nhé. Xin cảm ơn.